Bây giờ chúng ta sẽ trò chuyện với bạn Phan Thành Đạt đến từ trường Trung học phổ thông Thanh Chương 3, Nghệ An. Và bạn Thành Đạt có chia sẻ trong bản đăng ký này là điểm tổng kết 9,8 môn vật lý. Chắc là do thầy cô yêu ái. Úi dồi ôi, yêu ái gì mà lên tận 9,8 ạ? Đã ưu ái thì phải lên hẳn 10 chứ. Mình có bí kíp học môn vật lý nào thú vị để chia sẻ với các bạn không ạ? Em theo em thấy thì cứ nghe thầy dặn và phải làm bài tập thôi. Bạn có thường tự làm các thí nghiệm vật lý tại nhà không? Thỉnh thoảng may mò cũng bị mè nạt. Thế ví dụ như trong nhà bóng đèn hỏng thì có biết sửa không? Chắc là không. Thế lúc đấy là ai là người sửa cho mình? Cái đó thì đưa ra thư đền thôi. Rất là thực tế đúng không ạ? Thành Đạt là người học đều tất cả các môn. Và ngoài ra thì bạn còn chơi được rất nhiều môn thể thao nữa. Cờ vua, bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, đá cầu. Thế môn nào là môn mà bạn mong muốn học trong tương lai? Chắc là đá bóng. Và khi tới đây thì bạn đã chuẩn bị những gì ạ? Em chuẩn bị một tinh thần thoải mái hết sức. Và em sẽ coi đây là một chuyện trải nghiệm thú vị. Một kỷ niệm đáng nhớ đối với em và các bạn học sinh A1 K15 trường Trung học phổ thông Thanh Chương 3. Vâng, các bạn cổ động viên đến từ Nghệ An luôn luôn rất nhiệt tình, rất máu lửa và hy vọng rằng ngày hôm nay thì các bạn sẽ tiếp sức thật nhiều cho không chỉ Thành Đạt mà cả 4 thí sinh tham gia trong chương trình ngày hôm nay nữa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bạn Lê Hoàng Anh đến từ trường Trung học phổ thông Crono Đắk Nông. Xin chào Hoàng Anh. Nay em rất là vinh dự khi là đại diện nữ tiếp theo của trường Trung học phổ thông Crono được tham dự chương trình. Và bạn đang rất nhấn mạnh về cái giới tính nữ của mình, có phải để chữa cháy cho cái việc có một cái hình Superman gì đó ở trên bàn không ạ? Cái này là do một anh em hoạt động trong băng đảng em hay hoạt động. Ủa, băng đảng ấy ạ? À, thế là băng đảng của bạn là Justice League à? Băng đảng em tên là Bí Đao ạ. Bí Đao? Dạ Bí Đao mà lại liên quan tới việc Superman. Vì Superman làm được tất cả. Và Hoàng Anh còn có một thành tích rất ấn tượng. Cái đai taekwondo này, nếu ai học võ thì chắc cũng biết là đai vàng là chỉ hơn đai trắng một bậc, tức có nghĩa là gần thấp nhất trong võ. Em học võ từ năm lớp 8 và lên lớp 9 em được đi thi đối kháng cấp thành phố. Lúc đấy là đai vàng, đối thủ thường nhìn vào, họ sẽ nhìn vào đai và họ đánh giá cái kỹ năng của mình á. Lúc đấy đeo đai vàng, nhưng mà em được giải ba của thành phố Buôn Mê Thuật. Cái giá trị bên trong của mình không thể hiện qua vẻ bề ngoài và hôm nay em cũng có thể làm hết sức như là hôm em đi thi đấu á. Giá trị của mình sẽ không chỉ đơn giản là thể hiện qua vẻ bề ngoài mà còn ở bên trong, và quan trọng là cách tư duy nữa đúng không ạ? Chúng tôi ở đây cũng luôn luôn thầm mong là các bạn sẽ làm tốt nhất có thể. Hãy cố gắng nhé. Còn bây giờ đã đến lúc các thí sinh của chúng ta đến với lượt thi khởi động cuối cùng. Ngày 8 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký xác lệnh thành lập. Đúng vậy. What is the opposite direction of west? Anh Đạt. East. Chính xác. Sầm Sơn là điểm đến du lịch hút khách của tỉnh nào? Anh Đạt. Anh Hòa. Đúng là như vậy. Là rừng mưa có diện tích lớn nhất thế giới? Thanh Đạt. Rừng Amazon. Rừng Amazon. Ai là tác giả của bộ ba tiểu thuyết tự thuật thời thơ ấu kiếm sống và những trường đại học? Maxim Gorky. 10 điểm. Loài chim nào đã được nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nhắc đến trong ca khúc Nhớ Mùa Thu Hà Nội? Thanh Đạt. Cầm cầm. Chính xác. Đội tuyển bóng đá quốc gia nào còn được gọi là Tam Sư? Thanh Đạt. Anh. Đúng là như vậy. VTV8 hay VTV9 hiện là kênh truyền hình chủ yếu phục vụ khán giả khu vực miền? VTV9. VTV8 mới đúng ạ. Nơi nào là điểm đến cuối cùng của hầu hết các con sông trên lãnh thổ Việt Nam? Anh Đạt. Sông Mekong. Biển Đông. Theo dự báo của Liên Hợp Quốc, quốc gia nào sẽ xoắn ngôi nước đông dân nhất thế giới của Trung Quốc? Ấn Độ. Chính xác. Trong ca dao, tỉnh nào ở nước ta được biết đến là xứ nước ngọt lắm dừa, Hoàng Anh. Quân màu mỡ, Hồng Trung. Bến Tre. Cầu thủ Việt Nam nào đang thi đấu ở giải League 2 của Pháp? Hoàng Anh. Quang Hải. Chính xác. Ngọn núi nào là ngọn núi cao nhất Nhật Bản? Anh Đạt. Núi Phú Trì. 10 điểm. Như vậy là các thí sinh của chúng ta đã vượt qua 3 lượt thi khởi động một cách rất hào hứng và sôi nổi. Còn bây giờ đã đến lúc chúng ta cùng xem những số điểm mà các bạn đang sở hữu là gì. Đang có 20 điểm là Hoàng Anh, sở hữu 30 điểm là Minh Châu, đang có 50 điểm là Lương Việt và dẫn đầu với 95 điểm là Thanh Đạt. Trong phần thi khởi động, chương trình có hỏi: là rừng mưa có diện tích lớn nhất thế giới? Thanh Đạt. Rừng rậm Amazon. Rừng Amazon. Rừng rậm Amazon là lá phổi xanh, nơi sản sinh ra khoảng 20% khí oxy cho toàn thế giới. Rừng Amazon còn được xem là một nơi bí ẩn, ngay cả với giới khoa học. Người ta tin rằng rừng đã xuất hiện từ khoảng 10.000 năm trước. Trong những năm gần đây,
hệ sinh thái rừng rậm Amazon phải chịu những tác động nặng nề do biến đổi khí hậu, cháy rừng, hạn hán. Nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Nature Communication cho thấy hiện nay có tới 40% diện tích rừng ở Amazon chuẩn bị vào thời điểm bước ngoặt của quá trình bắt đầu chuyển thành savanna, kiểu thảm thực vật nhiệt đới bao gồm nhiều tầng cỏ xen lẫn một số cây bụi. Hệ sinh thái này thường được tìm thấy ở châu Phi.